cân nặng mới. Em thì chị thấy anh là em lo cho cơ thể mà làm thì anh đâu chứ chắc quý học sinh ta mình chắc mình ngồi anh nhìn giới thiệu cho thầy nghe bạn mới lấy thẻ đi chi mấy chục thế thì chắc phải là tôi đang gọi mặt nhất ra đi ngoài dạ cả đoàn mình đấy bây giờ vào đấy là nhà xe sẽ bắt đầu tắt máy lại cả kia và đưa mình tham quan hơn một cây số trong hang động đấy. Họ treo bằng tay như thế này ạ. Để con nói chậm lại cho cả đoàn mình cùng nghe, cho con nói nhanh quá là đoàn mình không hiểu đâu. Và dự tính là đi ra là nhà xe sẽ ghé và chuyển tay phải nhà mình đến nay ạ. Là mình đi bộ điện này là điện đẹp được của hang động không nha đấy. Là mình đi thẳng từ đây đi ra ngoài kia luôn. Là nhà xe sẽ đón mình ở ngoài cửa hang ạ. Dạ nhà thuê ở đây, đi bộ ở đây là đi ra ngoài kia. Dạ nhà thuê ở ngoài ra ngoài đó. Và cái tân hang động ở đây các cô này, tân này là tân thập nhật của hang động trong nhà đấy. Cả cô với cả chị đi về mùa này là mùa hè, cho nên là nó nước nó thấp như thế này là mình còn chui vào được. Nhưng cả cô cả chị mà đi về mùa đóng đấy, mùa mưa, cả con ở đây nó lụt lên trên cao như thế này là mình chui qua điểm này không được đâu. Nhà là nó ngập lên trên này là thuyền chui vào không được ạ. Cho nên là du lịch trong nhà của cả con ở đây chỉ có đi mùa hè thôi. Mùa đông ít khách lắm. Mùa đông là tháng 12 đó. Mùa đông là bắt đầu tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch là mùa mưa. Đến tháng 10 cả nên mùa tháng 12 là mùa hè mùa đông. Là nước nó lên và nó rất là lành và ít khách du lịch đến đây tham quan lắm. Còn chiều dài của hang động Phong Nha của mình đang đi đây cô này là có chiều dài hơn 7 cây số. Nhưng mình chỉ là tham quan được một cây số là quay ngược ra trên lại thôi. Còn 6 cây số còn lại là dành cho người ta đi tour mạo hiểm đấy ạ. Tour bằng cái thuyền nhỏ, cái thuyền cai rắc. Thuyền ấy một tour là 20 thôi. Còn mình tự từ treo từ đi. Và qua một cây số ấy là người ta sẽ không thắp điện giống như ban đêm luôn ạ. Là mình phải là mang theo cái đèn pin để đi ạ. Có lúc này cả Duy cả cô lúc này đi về cái dòng sông đi lên người ta gọi là sông son đấy. Về mùa nước lũ á nó về có cái màu đục giống như môi son của cô gái ạ. Người ta gọi là sông son đấy ạ. Sông son. Còn được ba hang động Phong Nha của mình ở đây cả cô ạ. Trong này người ta gọi là sông ngầm. Khi nó ngầm ở trong hang động và có chiều dài cho nên người ta gọi là sông ngầm. Nguồn nước này là bắt nguồn từ bên Lào chạy về Việt Nam của mình ạ. Và độ sâu trung bình ở trong dòng sông này có chỗ sâu 10 đến 15 mét. Còn sông ở ngoài kia lúc nãy mình đi thì có độ sâu 4 đến 5 mét thôi. 4 đến 5 mét. Dạ 4 đến 5 mét. 4 đến 5 mét. Dạ còn trong này là sâu hơn 10 đến 15 mét ạ. Wow, sâu hơn. Trong này sâu hơn ngoài kia. Và cả ở trong hang động này rất là nhiều cá cô ạ. Đặc sản ở Quảng Bình cá chảo ở đây là có con cá chim trong son đấy. Cá chim với cá vược với cá leo. Cá hả? Dạ, cá đấy. Cá ở dưới dòng sông này đấy. Mấy chỗ kia không có. Dạ có, vẫn có. Nhưng mà chỉ có trong này nhiều hơn này. Tí nữa đi ra là nha, thuyền sẽ ghé vào cái tay phải nha. Mình ở đây cả cô và chị này. Mình sẽ đi bù cái điểm này. Dạ, đó cái nhất nhụ đó là cả cô tưởng tượng giống như từng một Phật bao quan âm. Phải không? Đúng phải không? Phật bao quan âm đấy. Tôi nói y chang. Dưới này mọc lên như thế, người ta gọi là măng đá đấy ạ. Mà cái này nhỏ xuống, người ta gọi là nhụ đá. Khi măng đá và nhụ đá mà kết hợp với nhau á, tạo thành các cái cụ đá giống như bên này ạ. Bên này là kết hợp với nhau. Ở đây là nhà khoa học nào đó được á, 100 năm mới mọc ra được 1 cm thạch nhụ thôi. Thế nên hang động của mình là phải có hàng trăm triệu năm tuổi thôi ạ. Và cả cô cả gì mình vào đây nếu mà được một giọt nước nhỏ vào đâu đó là lọc may mắn đấy. Cho mình cứ lột nón ra để hình lọc đấy ạ. Ai mà nhận được 99 giọt là thành tiên luôn nha. Và ở trong hang động này là có hai con loài chim nó sinh sống ở trong này là con dơi và con ền đấy. Đặc biệt là không có yến đâu. Đó đưa mặt luôn ạ. Từ gốc nước chim đó đĩa. Nói gì? Cho mày lắc thì. Để đây. Dính hả? Bên đây rồi. Đưa mặt rồi. No. Ừ dạ.
thăm cái gì vậy? Đặt nước ở trên kia, nước xuống chống phải dưới rồi múc lên đầu hồng. Đúng nha cô ơi, nhà thuyền ở đây là họ chạy theo lượt, là theo số thứ tư đấy. Ở đây số lượt thuyền là cái nước ở trên nhỏ xuống đó cô, không phải là nước ở dưới dòng sông đâu. Đúng vậy thôi. Ở trên mình nhỏ xuống mà trúng trong tâm mình tin cái gì cũng nó cũng ra. Dạ. Cô mang cái ảo viên ngược vào đây là nó đi đâu được hả? Dạ, vào đây mà đừng nè. Được đi mừng quá, không biết cái chỗ nào ra ta. Dạ, ở đây người ta gọi là phòng nhà kẻ bang cả cô ạ. Phòng nhà thì họ lấy cái tên lúc này rồi mình đi lên có cái làng đấy. Làng hai bên dòng sông người ta gọi là làng phòng nhà đấy ạ. Còn kẻ bang là kẻ là cái kẻ đá. Bang là dãy núi đá bang. Người ta gọi chung với nhau là phòng nhà kẻ bang đấy ạ. Cái bang. Kẻ bàng ạ. Yeah. Và trên cái thuyền của mình ở đây cả cô ạ, là dưới hai bên màn thuyền họ in cái chữ phong nha cà vê đấy. Không phải ở Quảng Bình cả con là cà vê là chân dài nhiều đâu. Mà đó là cà vê, có nghĩa là kiểu anh, có nghĩa là cây đấy. Ở Úc Thình thì nó không nghĩ xuống cả này lâu quá rồi, nó không có. Chụp rơi cái tượng bà trên này. Cả cô ơi, cái điểm cao nhất của hang động Phong Nha nằm vị trí ở trên đâu? Mình ở đây này. Điểm này mà tính từ trên trần đồng mà xuống mặt được, người ta đo được hơn 30 mét đấy. Điểm này là điểm cao nhất của hang động Phong Nha. Và điểm này cả cô mình lên tượng dán cái mái nhà rong của dân tộc Tây Nguyên này. Mái nhà rong ấy. Cả cái thịt nhũ đó đang nhũ xuống là giống như cả cái nông sản người ta đi làm về người ta phơi lên đấy ạ. Về mua nước lũ đóng ngập lên trên cả cái dây điện ở đây cả con này. Cái dây điện. Cho nên là cả con ở đấy là về mua nước lũ đóng ngập lên lắm. Người ta nói chứ, người ta làm thôi. Rồi bây giờ trời mưa lại đấy, nè đó dây điện đó. Dây điện ở trên này chị đó, nè, mày thấy không? Cái gì kia? Đặng người ta làm cho mày đi vô đây nhưng mà trời mưa, lũ á, bão á, ngập lên tới chỗ đó. Nước ta rồi mình không có vô được. Mùa đông á, mình mùa này lại bị lắc khi mà lại nhầm mùa này. Lại nhầm mùa lũ lụt á, không có vô được. Rong rêu là đen sẫm. Dạ, cái màu nào mà có cái màu xanh xanh đó là cái màu của rêu đấy ạ. Có cái màu nào mà trắng trắng là của canxi và đá vôi. Có cái màu vàng là của đồng đấy ạ. Vâng ơi. Rồi cả cô với cả Duy, mình nhìn sang bên phía tay trái nha, mình ở bên này có cái khối nhũ to ở bên này, tay trái ở đây này, tay trái bên này, bên này ạ. Cả cô mình lên tiểu tấm hình một con cóc khổng lồ đấy. Nó nước kìa, nước rồi đó, lắc thì rồi đó, kìa nước kìa đó. Ở đây người ta gọi là con cóc là cầu ông trời xuống đây hòa đà cho người nhũ mẹ, thấy chưa? U ra ha. Mình tưởng một con cóc. Cóc già. Ở đây cả cô với cả Duy vào đây mình thả hôn vào đá. Thì cảnh ra mình có thể tưởng tượng cái gì nó sẽ ra khỏi ấy đấy. Đúng rồi, cái tỷ tâm mình đó, mình nghĩ ra cái gì thì nó ra cái đó đó. Cho nó giống như cái bông bí vậy đó kìa. Mọi người cứ thỏa sức rồi tưởng tượng thôi. Nó là những thuật tự nhiên đó, mình đó, nghĩ nó là cái gì là đó, nó là đó. Mình nghĩ ra cái gì là nó ra cái đó đó. Ở đây mình dạ, và bên này là người ta tưởng tượng rằng một cái lâu đài sân khấu được thu nhỏ lại trong hang động không dạ, nhỉ? Dạ, có cái gì đối diện này, có cái dầm cung đó ha. Có cánh gà, có rèm. Bên này giống mấy cái voi hả? Dạ, giống một giống cái đầu voi đó chú. Hai con voi hả? Cái nào voi á? Tưởng tượng gì hả? Dạ, cái kia ra này, cái này ra này. Giống mày vậy. Con bê vậy. Và nguồn nước ở đây bắt nguồn từ bên Lào mà chạy về Việt Nam đây với cả bạn như nè. Mình đi ngược dòng như thế này. Đi qua Lào bằng cái dòng sông này được, nhưng mà vào đến dòng dòng sông Mekong gì đó thấy không? Dạ không. Không phải nữa. Khác được mà chân ở dưới vị trí Cần Thơ mình nó ngon. Ồ, là hồi nãy cô này cổ chèo sao đụng nhầm nó nha, một cái ầm nó động. Cho nên là gì cho ở trong này người ta sẽ không chạy máy được cô ạ. Và bên kia mình tưởng tượng giống như từ một con cá sấu đang bò lên ở phía tay phải nha, mình đang gọi ngoài cùng hết. Nó chảy như vậy nó sẽ tạo thành thực dụng nó càng ngày càng dài. Với anh ạ. Nó càng xì. Và cái cột thực dụng này nó dưới đây nó cũng sẽ chảy như vậy. Trăm triệu năm thì nó mới dài được khoảng một gang thôi, một tí đó. Nó dài cái ụ đấy thì nó sẽ chảy và nó sẽ từ từ nó sẽ dài xuống. Đẹp ha.
Dạ cả cô ơi, nhưng mà đi trước 2015 á, vào trong hang động này người ta sẽ để cái đèn màu, đèn xanh đỏ tím vàng ở trong hang động. Nhưng vào đây còn thấy lung linh huyền ảo và ảnh nó không được thật mấy. Nhưng mà sau này là người ta để cái đèn sáng như thế này là thật mạnh hơn này. Kiểu này là mơ mơ ảo ảo hơn đấy. Đúng. Giống cái đèn nhảy của mình ở nhà đấy. Bên phải mọi người có thể tưởng tượng là một bãi bãi biển nhé. Bãi tắm của các nàng tiên đấy. Bãi tắm tiên đấy. Bãi tắm tiên đấy. Cái tay phải nhà mình nhìn sang đây cả cô cả cái là một bãi tắm tiên. Người ta gọi là bãi tắm tiên. Tắm tiên, tắm nàng tiên. Bãi tắm của ba nàng tiên tắm đấy ạ. Họ kể lại rằng là ngày xưa có ba cô tiên xuống tắm ở vị trí này. Thật ra mê quá. Đồng đẹp quá, mê đồng quá lại ở đây không nha luôn. Và hỏa cả ở đây. Đó. Và bên trên đầu của mình nhìn thẳng lên đây ạ. Cái khối nhũ trên đầu mình nhìn tưởng có cái đèn xuyên đèn hoa đăng. Đèn trời đấy. Dạ đúng rồi đó. Và chung đèn này là người ta ước lượng trong lượng nặng của nó là khoảng hơn 10 tấn đấy ạ. Giống cái đèn trùm quá. Dạ giống cái đèn trùm đấy chị gái ạ. Quá đẹp thế ạ. Đây đèn đó, đèn. Cả cô có mình mà muốn xem tiên tắm không? Hả? Dạ. Ở lại phòng nhà 12 giờ đêm vào đây thì tiên tắm ở điểm này đấy. 12 giờ đêm thôi. Dạ. Thôi giờ. Tiên tắm 12 giờ đêm chờ ai muốn ở lại coi. Cái này dạ lâu lắm rồi, đây là nó phải triệu năm ha. Dạ, trăm triệu. Thành sầu, thành sầu. Nhiệt độ trong hang bây giờ nó là khoảng 18 độ. Đâu có lạnh đâu. 18 đến 20 độ, mà kể cả mùa đông và mùa hè thì đều vậy cả. Mùa đông ở đây thì ấm. Nhớ sầu riêng mà nói sầu riêng. Cái này mà giỏ sầu riêng cái gì ông nội. Thèm ăn sầu riêng thì nói mẹ. Sáng giờ cô nhắc sầu riêng mấy lần rồi đó. Giỏ sầu riêng. Hay da. Thầy chạy đi. Tôi nhớ cái chạy cây ở ngoài đó, cái tượng văn ăn đẹp. Cả cô ơi, cả cô nhìn sang bên phía tay trái nha, bên phía này này, nhìn sang đó, mình tưởng tượng giống một đàn voi ma mụt đang voi xuống một lấy nữa. Dạ. Dạ. Hoặc là con người họ tưởng tượng giống con bạch tuộc hoặc một con sứa gì đó ạ. Giống con sứa. Dạ, con người thì nó giống con sứa gì cả, giống con sứa. Dạ. Cậu cũng vô cũng đúng, đúng. Sứa cũng đúng. Đó, đó, giống như một tượng đó, ở chỗ đó đó. Dạ, đi quay lại đường này luôn chị gái ạ. Dạ, quay lại đường này luôn, được một đường duy nhất thôi ạ. Và cả cô mình nhìn sang bên phía tay trái bên này có một cái tường giống như ông Phật Di Lặc mà chắp tay ở trước lưng ấy. Và hai bên có một con, có hai con hạc hai bên. Ừ, tôi nói đó. Ông Phật Di Lặc chắp tay ở trước lưng. Đó, tôi không dám nói. Ê, con trai này dám hành răng bị rụng quá hả? Dạ. Chị à. Ra đường lái mà nói hầm răng luôn. Dạ, cả cô ơi, cả cô về cả duyên nhìn sang bên phía tay phải nhưng bên này có một cái nhánh hang phù của hang động Phong Nha đấy. Nhánh hang bên này người ta được gọi là nhánh hang bi kỳ ạ. Bi có nghĩa là bia đá, kỳ là kỳ từ của người Champa cổ ngày xưa họ sinh sống ở trong này đấy. Dạ, trong này họ để lại có một cái bàn thờ của người Champa và có hang chữ của người Champa họ khắc vào đá đấy. Người ta gọi là nhánh hang bi kỳ đấy ạ. Có người ở đây hồi mấy ngàn năm trước. Dạ, mấy ngàn trăm trước người xưa đấy ạ. Mấy ngàn năm về trước rồi có người biết. Nói đó kìa. Rồi từ đó nó thì đó, thì ông ta tưởng tượng đó. Như có cái nhà giọng. Cái ta điểm thôi là
mấy bạn trên đó mấy người đi tour thám hiểm á. Dạ đúng rồi anh ạ. Mấy người khoa học gia học học về. Mấy cái thạch ngủ này lâu đi là nó thành. Tới đây là tìm cùng rồi hả? Dạ từ trực tự mắt bên đầu là nguyên sẽ quay ngược ra ngoài đó. Quay ngược lại rồi đó. Còn ai muốn đi tiếp thì mình đăng ký cái tour khác ạ. Ồ. Cái tour khảo khảo cho sâu của Hàng Đồng ấy. Tới đây là hả? Thôi được rồi, đủ rồi. Dạ. Có mấy người đi camping đó không? Dạ, lúc nãy mình đi vào có thấy họ xuyên treo trên cây, đặc là họ đi tour mang nguyên. Lúc nãy mình mới thấy mấy cái thứ này. Mình nhiều tiền? Dạ, một chuyện như 5 triệu bảy vậy. Chiều bảy? Mình kém 1 triệu bảy. Bao lâu? Một ngày? Dạ, một ngày. Một ngày. Sáng đi chiều? Dạ, sáng đi. Chiều thiền vào đó là 7 km. Dạ. Đi trong vòng 7 cây số rồi nè. 7 cây số đi một ngày. 1 triệu 7 nè. Sao mày nói gì nhiều vậy? Không có. Đồ là chắc là chị nghe đến hãng Sơn Đông, hãng Thảo ơi. Cái tour màu hiệp hả? Nhiều tour lắm. Dạ nhiều tour lắm. Nó nói là cái tour nào mà tới Mai Tát. Có cái tour mấy ngàn đô á. Dạ đồ là đó là tour Sơn Đòn, 3.000 đô. Sơn ngàn đô. Sơn Đòn, Sơn Đòn. Sơn Đòn ở đâu lắm? Ở đây luôn. Dạ ở đây cách Phong Nha, ở đây khoảng hơn 50 cây số ở trên này ạ. Ồ. Có kìa, cô đó nó cũng 300, 3.000 đô. 3.000 đô đấy ạ. Wow. Ngàn đô nhưng mà đăng ký bây giờ thì sang năm mới đi. Dạ đúng rồi, đăng ký sang năm mới đi, chắc phải là đăng ký là đi luôn được. Không phải là đông mà người ta chỉ khai thác đâu đó khoảng 5 tháng một năm thôi, 5 đến 8 tháng một năm. Chứ không phải khai thác liên tục. Và cái tour như vậy nó đi trong vòng khoảng độ 1 tuần đến 2 tuần tùy đoàn. Mà đi một đoàn như vậy thì cũng ít. Số người dưới là người ra. Quá ha. Dạ, treo nhau như thế là mệt lắm. Treo ra thì đỡ hơn. Nói chung mình ngồi chơi ngoài. Không thì bà. Bây giờ quẹo về là tới đoàn Hải Đăng rồi. Cái hang này càng đi sâu vào thì nó càng hẹp và nó đi xuống dưới. Và thuyền là nó không bơi vào được. Nó sẽ đi sâu xuống dưới. Cái này chắc là mười mấy thước rồi hả em ha? Dạ. Mười mấy thước về sâu rồi ha. Nó nha 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 ầm ầm đó là tại vì bơi nè, bơi tiếng động nè. Kìa, bông, con ghiên kìa, con ghiên kìa. Nó nói sầu riêng nó chảnh kè đó, gai gai đó. Nó tự tự chân tự. Quá đẹp ha. Như cứ cọ là chảy như sụt là hóa rồi là hả chưa? Hả? Cái này tự nhiên ông trời cũng làm gì chứ đâu có người ta khai thác gì hết. Thì tự nhiên của thiên nhiên ban tặng cho không nhau bọn mình là con nhỏ là người ta vì giống cái cụ mà vô ra tự nhiên
nhức nó chán rồi nó đi đâu. Nó mây đen. Là chán rồi phải. Phải chạy đi đúng rồi. Tụi thật đâu mà phải. Mình thật bà nó phải đâu mà phải. Chưa qua kia nữa. Chưa qua nữa ha. Chưa 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 qua nữa chưa qua nữa ha. Ờ. Nó mang thì giống như giống như người ta vô người. Tử là con tôm hùm. Tôm hùm gì đó. Tôm hùm. Tôm hùm hoặc là con sư tử. Hai cái đó tôi cũng tính nói đó. Nửa lần. Dạ dòng con mình anh nhất. Giống như giống tôm hùm chứ cái tao cái đuôi nó rút lại nè. Thấy không? Thấy chưa? Nửa lần này. Ờ giống dạ, giống con sư tử là có hai con cá nó đang đưa dựng với nhau. Đấy. Dạ dạ. Ừ. 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 Y chang luôn rồi còn giống cái gì nữa. Sai tôm hùm hay sư tử gì cũng được hết. Kia, cái gì cuối trời. Dạ tới rồi đó hả? Dạ cái niệm cái chỗ mình đi bộ. Dạ dạ. Nhớ cái gì đang đeo vậy? À, nó từ từ rứa gá đó, thật nhũ. Giống màu vậy. Dạ, đen là con dơi là bằng ta. Dơi. Chim á. Bắt lại cái bằng cái cửa. Cái cây cho nó ưa lại ăn nữa không? Có chị tao thao lại đó. Nó còn cầm như vậy, đen với bằng. Nắng ơi. Có nước nhiễu nè. Dạ mía mà dần ra mía kìa thì kìa đó chứ. Mía là tầm chói á cái gì chứ. Rồi đến vị trí này là cả cô cảm gì có thể cởi áo pháo ra được rồi ạ. Dạ có được rồi. Cởi áo pháo ra được rồi. Tới rồi ha. Dạ cần biết. Chụp cho tao cái này, chụp cho tao cái cảnh này. Tao thấy nó cởi ra được rồi đó. Đi đâu? Cởi áo ra được rồi. Cô có đó. Dạ, cho con xin. Thằng mê cái việc bẩn nó có gì đó. Nó cởi ra. Còn có khó cởi, như vậy đó. Thì con quỳ lăng ngồi giữ cửa kìa.
bên đây. Mình chúc tâm kỷ niệm đi chị hả? Qua bên đây nè, qua dắt bên đây. Mình chúc tâm kỷ niệm.